Hi, chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một video để là sao các bạn ra chậu không bị chết cây. Là đây là cái ra chậu ha, như vậy. Còn cái gốc của nó là mấy chậu này. Đây, cái chậu như vậy. Xong họ lấy hết sữa dừa ra. Tất nhiên vẫn còn một ít sữa dừa ha. Không sao. Đây. Đây, bên Thái họ có trồng cái phân vàng nằm ở trong cái lỗi nè, để cây nó phát triển mạnh. Trong cái hướng đuôi chúng ta bỏ đi, hướng đuôi là nằm đây nè, đó, nó lên con được rồi lên, chét keo ha, treo liền xẹo. Rồi cây này các bạn để cỡ tuần, 3 ngày là các bạn trồng lại cũng được rồi, không nhất thiết phải để lâu. Nhưng mà khi các bạn cắt ra như vậy thì để khoảng 2 ngày thôi là bắt đầu cây nó đã khô lại, nó săn lại. Đây các bạn coi nè, cây nó săn lại, nó không mất sức nha các bạn. Vì đây là cây giả hành, nó giữ nước, nó chỉ săn lại thôi, nhưng các bạn trồng lại một thời gian nó lại to lại, mập lại thôi. Còn nếu các bạn để nguyên cái chậu nhựa như vậy thì sẽ dễ bị tình trạng là chết cây. Còn nếu các bạn làm kiểu này thì nó sẽ suy cây trong thời gian đầu, nhưng cây nó sẽ hồi phục và nó rất là khỏe và nó không bị tình trạng chết cây. Đó, để gom lại vậy cho nó có cái độ ẩm các bạn. Ở dưới đây thì nước này kia nè. Rồi che mái che ha, ni lông. Thì cỡ vậy thì coi như là tỷ lệ sống là 99%. Đây để cũng cả tuần rồi đó, nhưng mà cây vẫn xanh. Thì chuyến về vậy chúng ta trồng lại thôi. Rồi nếu các bạn nào muốn ngâm Fisan hay là ngâm B1 đó, thì ok. Xong rồi chúng ta trồng lại. Thì mình nghĩ rằng cái cách này là tỷ lệ sống cực kỳ cao, áp dụng cho được nhiều loại cây. Nhưng chỉ áp dụng cho những cây thân giữ nước, thân có giả hành. Còn những cây dòng Vanda, Atco, Green Red, Mokara, Ngọc Điểm thì các bạn hạn chế ha. Các bạn vẫn dùng được những cách này nhưng mà các bạn phải cẩn thận vì nó rất là dễ teo cây. Còn cây này là các bạn yên tâm, nó sẽ hồi cực nhanh. Còn đây là cái clip những cây đơn thân đây. Ví dụ hồi nãy mà làm cái này thì chúng ta không cần phải có nước ở dây cũng được, không sao đâu. Tại vì nó cây này giữ nước, nhưng các bạn làm cái mô hình này thì nên có nước nhiều, độ ẩm cao. Đây. Đây là bỏ đủ các loại cây nè, từ đơn thân, đa thân, bỏ lên cái lưới. Các bạn biết sao không? Cái lưới này khi bạn tưới nước nó giữ nước trên đây. Nó giữ nước cũng như cũng gần cả buổi sáng đó các bạn. Thì nó giữ nước vậy thì nó mới là làm được cho mấy cây đa thân, đơn thân. Ở dưới đây là chắc chắn là phải có nước rồi. Tại vì cái này nó khô lắm. Cây cực kỳ khô nha. Nhưng mà độ sống của nó rất là cao. Đây, các bạn coi nè. Lên về là các bạn biết là phải bỏ cũng phải 2 tháng rồi. Đây, sốc nè. Đây, sốc nè. Đó, ra rễ luôn nè, quá trời luôn nè các bạn. Chả sao hết nha các bạn. Rồi, ok nha các bạn. Các bạn nhớ làm những cái điều này thì các bạn sẽ thành công. Khi trồng cây, nhất là những bạn mới. Nhưng mà những bạn trồng quen kỹ thuật rồi thì không sao các bạn ha.